lấy một kiếm chứ đủ rồi, còn 6 à? Ừ. Ủa, bóng ăn đứa đây. Số 7. Số 7. Đấy, em nguyên cho cục tình luôn. Quá, trời mất chai luôn rồi. Giờ cảm ơn anh này, chào bấu không? Bây giờ hàng 6 đó. Nguyên cái... Má vô tôi được lên luôn Huy. Má này, mồi gà này khó ăn rồi. Thôi nghỉ, con gà uống nghỉ. Nguyên cái gà luôn. Hello, chào cả nhà nha. Thì đó có lẽ kênh Trần Cô Đông Lóc cả nhà nha. Thì lỡ đầu thì chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe cả nhà. Thì hôm nay em sẽ gửi nhà món là sụn gà un củ cây trắng với cá kho khô cả nhà. Thì bây giờ cho nhà xem nguyên liệu nữa cả nhà nha. Đây là ba cái ống nguyễn gà, ba sụn gà nha. Mình mua ba cái này nó găng không cả nhà. Để mình hầm với củ cây trắng cả nhà. Đó, ngọt nước lắm cả nhà ơi. Chỉ nấu lấy nước ăn ở nhà, sụn này mình ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đây là cá rô phi này em sẽ kho cả nhà nha. Vậy mà ở nhà giờ bếp của em luôn cả nhà nha. Thì bây giờ mình sẽ hầm cái thịt này trước cả nhà nha. Hầm thịt rồi cá mình ướp và kho sau cả nhà. Đây nhà cho nhà xem mà rất lèo em nè. Cái nước này mà nấu này, nước này mình làm mà dùng trụng bún hay gì các kiểu cũng ngon nha nha. Xưa này gà ngọt lắm ở nhà ơi. Giờ mình sẽ đợi nước sôi rồi bỏ củ cải trắng này vô cả nhà nha. Thì trong thời gian này mình sẽ ướp cá cả nhà nha. Đó, trong thời gian mình đợi cái nồi thịt hầm mình chín thì mình sẽ ướp cá cho thấm cả nhà. Xem cá em ướp cái nhà. Mình
quá thơm anh ạ. Giờ sẽ nhắc xuống nhà nha, kho cá. Rồi giờ bắt cá kho cả nhà nha, kho cá này dọn ra chiến thôi. Anh em mà hầm nữa là nhắc xuống đẩy cái nhà cửa nhà nha. Cái nhà xem nè. Mình sẽ dọn cái đẩy cái nhà nha. Hello, chào nhà nha. Hello, chào mọi người nha. Chào bà con chú. Thì mãi nhà ăn cơm cũng chỉ đợi đem luôn cái nhà nha. Thì ăn chín cái nhà nha. Đây con cải hầm này với xương gà nha. Cái nhà xem cổ lắm. Thì mãi nhà cái này nha. Cảm ơn nước chấm thành thánh cái nhà nha. Đây con chiếc con, thoải mái con. Cái nhà xem cá kho ở nhà nha. Ở đây xương gà. Này chấm với nước chấm thành thánh mình làm. Vô nhà. Ngon thật luôn cái à. Quá đã nhà. Đúng rồi. Bà ở xương gà mà nấu khô, gần gắt mà sụm sụm ấy nha, mềm á. Ăn chấm chiên không ăn. Rồi, dây này cháu thành thánh. Quá đã nha. Bà nhà ngay nha. Tại sao anh dùng cái này nha. Nào mình nhai, ăn cái xương béo lắm. Cái gà sụp vô với nhau. Cô đã. Mẹ cứ vậy à. Thế nào lại ra chứ dùng một cơ. Béo lắm nha. Nấu cái nước nó ngọt kinh khủng. Cơ ngon được không? Nó cái là cứ không bỏ. Nó nói chụm hơn. Nó trong xương tỉ nó ngon. Quá đã nha. Nghe là sụp coi. Cái ngọt quá. Cái ngon nha. Xin gà gà chín nước không? Có. Qua đây nhà béo. Có kho này. Mà nước có kho. Chắc chắn chú cái chai ngon. Cái thấy gì cái nhà nha, nếu mà cái sụn mình nè, giòn giòn nó dày đã lắm. Làm vô nhà nha, phải vậy nha. Xin phép tay không cái nhà nha, mới đã nha, chân thật nhất có thể. Bỏ sụn này bá, cũng dễ vậy. Cũng lấy nước á, mấy người ta bán mà quá này kia lấy nước này bán phở hay là bún nó kiểu ngọt quá nha. Mày cầm đi. Cầm đi con. Chưa ra ta.
Quá béo luôn. Vô đây nha. Cắm cuốn. Giòn đã đó. Mày ngay trong này hả? Béo không? Cái này bữa mình đi trong siêu thị mình thấy rẻ mình mua thì nấu không tử nha. Ngon. Nó thì nếp nó ngọt đó. Ừ. Bún nếp chúng ta nếp ngọt đó. Ngọt. 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 Bún cũng ok không? Ta thì nếp ta nếp ngon. Nó thì tôi bún không? Mua gì đó. Ngon đều. Ok. Mình nha thấy nút gì đó, béo. Không có cả bọn nó cả là con nào có cả con nào là không giả vậy không chút không giả không giả chấm chua cay cay xuống. Nhưng mà nước mình chế biến món gì ngon. Đấy mình đem đi hầm cho nó ngọt nước. Hai cậu không ai chung. Làm cái tại nhà, mà nhà cái đây cái nhà nha. Này thấy gì đó, nhỏ đó ăn được nhà cái nhà mềm đó. Tôi biết nó ngọt đấy. Thì cho gia đình em xin kết thúc clip ở đây nha. Chúc nhà các bạn hơn miệng về nhiều sức khỏe cả nhà nha. Bye. Bye.